Thưa quý vị, cuộc sống là vô vàn những khó khăn thử thách, và con người chúng ta có va chạm, có trải nghiệm và tổn thương thì mới có thể trưởng thành được. Bước qua tuổi 50, đã đi qua nửa đời người, chắc hẳn ai cũng đã từng mệt mỏi với xã hội phức tạp, với rất nhiều nguyên tắc ngầm mà không phải ai cũng biết. Tiếp xúc càng nhiều, chúng ta mới nhận ra nhiều sự thật trong cuộc sống. Làm người lương thiện và hào phóng là rất đáng quý, xứng đáng được trân trọng. Nhưng nên nhớ, ân tình cho đi cần chừng mực, hào phóng cũng cần có nguyên tắc. Bốn loại ân tình dưới đây, bỏ ra càng nhiều, chưa chắc đã là điều tốt. Cùng triết lý cuộc sống lắng nghe và suy ngẫm, quý vị nhé. Thứ nhất, cha mẹ thương con, nhưng thương không đều. Quý vị thân mến, có rất nhiều gia đình, cha mẹ già trở thành quả bóng bị đẩy qua đẩy lại từ con này sang con khác, bỏ qua những nguyên nhân con cái bất hiếu, thiếu trách nhiệm, thì trong một số trường hợp còn do nguyên nhân từ chính cha mẹ đã đối xử không công bằng với con cái. Cho đứa này nhiều hơn, cho đứa kia ít hơn, quý cháu nội nhiều hơn cháu ngoại. Khi sự đối xử chênh lệch kéo dài, nhất là khi con cái trưởng thành, gây nên nhiều tổn thương về tâm lý. Nhiều gia đình anh chị em bất hòa, chia rẽ tị nạnh nhau về thừa kế tài sản hay chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ già cũng bởi điều này. Chính vì vậy, bước qua tuổi 50, bạn nhất định phải biết cách đối xử công bằng với con cái, có nhà cửa đàng hoàng, tích góp được số vốn nhất định để tự lo cho cuộc sống của mình sau khi về già. Nên nhớ rằng, cách cư xử của bạn với con cái ngay từ bây giờ sẽ là một trong những yếu tố quyết định cho tuổi già của bạn trong tương lai đấy. Thứ hai, cho người thân bạn bè vay tiền. Lòng tốt không chỉ đến từ tấm lòng mà còn xuất phát từ sự tôn trọng. Chính vì tôn trọng người thân bạn bè nên bạn sẵn sàng cho họ vay tiền trong những trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, lòng tốt chỉ thực sự có giá trị khi đặt đúng người, đúng lúc và đúng chỗ. Một số người vay tiền bạn nhưng lại chẳng có lấy một chút cảm kích biết ơn, mà ngược lại còn muốn trốn tránh trả lại tiền. Có câu nói rằng, sẽ không ai có thể dẫm đạp lên bạn nếu bạn không cho họ cơ hội. Vì vậy, nếu ngay từ đầu bạn thẳng thắn từ chối cho đối phương mượn tiền, thì họ sẽ không ngày này qua người khác khiến bạn phải phiền não đâu. Có những người chỉ biết dựa dẫm vào người khác, không có ý chí phấn đấu, gặp khó khăn lại tìm đến bạn để vay tiền. Lúc đó, sự giúp đỡ của bạn chẳng khác nào đang tiếp tay cho con sâu làm sầu nồi canh trong xã hội. Thậm chí, nếu gặp phải trường hợp con nợ của bạn dây dưa mãi mà không trả, thì không chỉ bạn, mà còn ảnh hưởng đến kinh tế trong gia đình, dẫn đến xích mích, cãi vã. Thứ ba, một mình gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, anh chị em trong nhà sẽ dễ lời qua tiếng lại. Người xưa có câu, chăm nết thiện, chính hiếu đứng đầu. Trách nhiệm nuôi dưỡng chăm sóc cha mẹ không phải là của riêng ai. Chính vì thế các con trong một gia đình tuyệt đối không được buông đẩy trách nhiệm này của mình cho bất kỳ một người nào khác. Khi bạn 50 tuổi, cha mẹ cũng đã bước qua tuổi 70-80. Ở độ tuổi ấy, còn được sống cùng với cha mẹ chính là một điều vô cùng may mắn và hạnh phúc. Thế nhưng ở một khía cạnh khác, đó lại là gánh nặng. Nhất là đối với những người không có an sinh xã hội, không có lương hưu và tiền tiết kiệm để già. Bởi qua 50 tuổi, chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng phải dựa vào con cháu, thì làm sao có đủ khả năng chăm sóc cha mẹ già. Ông Hiếu là con út trong gia đình có 3 anh em trai. Mấy năm nay mẹ ông già yếu, vừa bị lẫn lại bị liệt, không thể đi lại được, nên ông đón mẹ từ nhà anh cả về nhà mình để tiện chăm sóc. Ông nghĩ rằng anh trai cả kinh tế khó khăn hơn, còn phải đi lao động kiếm sống, em út thì mải làm ăn kinh doanh, không có thời gian chăm lo cha mẹ. Trong khi vợ chồng ông đã nghỉ hưu, các cháu nội ngoại cũng đã lớn, không bận bịu gì, nên ông nhận hết phần trách nhiệm chăm sóc mẹ già về mình. Ông Hiếu làm thế cũng vì muốn toàn tâm toàn ý chăm lo cha mẹ và đỡ đần cho anh em. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như gần Tết, mẹ ông đòi về ăn Tết trong căn nhà của bà và cũng là nơi ở của vợ chồng anh trai bây giờ. Khi ông Hiếu mở lời với anh trai là đưa mẹ về đấy, thì anh trai ông tức giận bảo, chắc chú chăm mẹ được mấy tháng mệt quá rồi nên trả mẹ về cho vợ chồng tôi phải không? Đấy, có chăm mẹ mới biết là vợ chồng tôi đã vất vả như thế nào. Hai anh em lời qua tính lại, sinh ra cãi nhau. Lúc này ông Hiếu mới hiểu ra một điều rằng việc phụng dưỡng cha mẹ tốt nhất nên cùng anh chị em trong gia đình bàn bạc, không nên tự mình đưa ra quyết định.
cũng không ôm hết trách nhiệm về mình để tránh những hiểu lầm không đáng có. Thứ tư, trong công việc, càng năng nổ nhiệt tình sẽ càng áp lực. Rất nhiều người đến tuổi 50 vẫn luôn nghĩ rằng bản thân có thể làm được những điều lớn lao không thua kém gì thế hệ trẻ. Thế nhưng, khi tuổi tác đã cao, bản thân không bắt kịp được sự phát triển của công nghệ mới, thì cuối cùng cũng sẽ bị đào thải. Nếu không làm tốt công việc sẽ bị của trách, nếu không để hưu sẽ trở thành cái gai trong mắt mọi người. Vì thế, hãy cố gắng thích nghi với những thay đổi ở nơi làm việc và chủ động nhượng bộ, thì công việc của bạn sẽ thuận lợi, mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp cũng sẽ hài hòa hơn. Hãy nhớ rằng, lùi một bước tiến ngàn dặm, bởi suy cho cùng, ở tuổi này rồi, càng năng nổ nhiệt tình, bạn sẽ càng áp lực hơn mà thôi. Năm câu nói ý nghĩa thay đổi cuộc sống của bạn. Câu nói thứ nhất, yêu bản thân mới có thể yêu người khác. Trong cuộc sống, ai cũng muốn được yêu thương và chia sẻ tình yêu của mình với ai đó. Đó là một mong muốn hết sức tự nhiên của con người. Tuy nhiên, rất nhiều người trong chúng ta luôn cố gắng để làm hài lòng những người xung quanh và duy trì mối quan hệ đó bằng mọi giá, kể cả việc sẵn sàng đánh mất bản thân. Nhưng kỳ thực, cố gắng làm hài lòng người khác là điều không thể. Nếu cứ cố công như vậy, bạn sẽ kiệt sức. Bạn không thể mong chờ người khác yêu thương mình khi bạn còn chưa biết cách tự yêu chính mình. Vì thế, trước khi biết yêu một ai đó, hãy học cách tự ôm lấy mình, thấu hiểu chính mình. Đáng ra chúng ta phải học cách yêu bản thân mình trước, rồi mới đến yêu người khác. Đằng này nhiều người lại làm điều ngược lại. Chúng ta đợi một bài học để bản thân phải chịu đau đớn từ người khác, rồi mới biết quý trọng chính mình. Hãy nhớ rằng, nếu bạn không hạnh phúc với con người mình, thì bạn chẳng có được hạnh phúc lâu dài với bất kỳ ai đâu. Vậy nên, cứ chiều chuộng chăm sóc bản thân mình thật tốt, trước khi nghĩ đến việc nuông chiều cuộc đời của người khác. Bởi nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành cho bạn một vị trí. Bạn không phải giành giật với bất cứ ai. Mỗi người trong thế giới đều có giá trị của riêng mình, không cần tự ép bản thân vào mối quan hệ mà đối phương không tôn trọng giá trị của mình. Cách bạn yêu chính mình cũng là cách bạn dạy người khác yêu bạn đấy. Vậy làm thế nào để yêu thương chính mình? Một câu hỏi tưởng dễ mà nhiều người có khi mất cả đời người vẫn không tìm ra được câu trả lời. Trước hết, cần tạo cho mình cảm giác an toàn bằng cách yêu thương bản thân từ bên ngoài, như chăm sóc sức khỏe thật tốt. Một sức khỏe tốt sẽ khiến bạn không phải lo lắng và luôn đủ năng lượng làm những việc bạn muốn. Thứ hai, tạo kết nối với bản thân bằng cách tập trung quan sát cảm xúc, tập trò chuyện với chính mình. Thứ ba, ngừng trách móc và phán xét bản thân, tìm kiếm những điểm tốt đẹp của mình, xây dựng niềm tin tích cực về bản thân, tin tưởng mình có khả năng làm mọi điều mình muốn. Và cuối cùng là biết được những điều tối thiểu như mình thích gì, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì, học cách tự vấn quan sát trải nghiệm, phát triển sự tự nhận thức để hiểu mình nhiều hơn, hiểu giá trị của mình, hiểu mục đích ý nghĩa cuộc đời mình và theo đuổi những điều đó. Thưa quý vị, để yêu bản thân hướng đến cái đích cuối cùng là hiểu rõ chính mình, đó là hành trình dài mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng cần phải học. Dù là đi yêu mình hay yêu người khác, không hiểu biết thì không thể thương yêu. Sau khi hiểu được mình, chúng ta có thể kiểm soát được mọi thứ tốt hơn, biết mình cần nghe gì từ người khác, có giới hạn riêng để từ chối những điều không phù hợp, biết mình có giá trị gì mà mình xứng đáng nhận được những gì, biết lấy lại năng lượng và cảm nhận hạnh phúc từ chính bên trong thay vì tìm kiếm ở bên ngoài. Và chắc chắn, biết yêu chính mình hơn. Khi biết yêu bản thân trọn vẹn thì chúng ta có thể sẽ học được cách yêu người khác đúng nghĩa. Câu nói thứ hai, tự biết tự hiểu mới có thể làm nên đại sự. Nực cười châu chấu đá, đường rằng chấu ngã, ai giải sai nghiêng. Có con châu chấu đứng trước xe ngựa, nó không tránh mà cứ dương càng lên chúng lại, dám lấy yếu để chúng mạnh, dù có chết cũng không khuất phục. Nhìn vào câu chuyện châu chấu đá xa, có người sẽ thấy không phục bản lĩnh, ý chí sắt đá và dũng cảm của châu chấu, dù có đương đầu với kẻ mạnh cũng không run sợ. Nhưng có người lại cho rằng con vật này thật là kỳ lạ, chẳng biết lượng sức mình khỏe hay là yếu,
thấy đối thủ là liều mình xông pha mà không ý thức về sức mạnh khả năng của chính mình. Dũng cảm là điều đáng khâm phục, nhưng liều mạng và thiếu hiểu biết lại vô cùng đáng sợ. Chỉ khi nhìn nhận hoàn cảnh và thấu hiểu ưu khuyết điểm của bản thân một cách khách quan toàn diện, chúng ta có thể không rơi vào bẫy hiểm nguy của sự kiêu ngạo, tự phụ hoặc mặc cảm tự ti mà bình tâm tỉnh táo đi hết cuộc đời. Biết điều gì nên làm, điều gì không nên. Trong binh pháp tương tự có viết: biết người biết ta, trăm trận không nguy. Không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua. Không biết người không biết ta, mọi trận đều bại. Dựa trên ý tứ của tôn tử mà ngày nay chúng ta thường nói: biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Đó là kinh nghiệm sống của người xưa được đúc kết truyền lại. Tự biết tự hiểu mình, tự lượng sức mình mới làm nên đại sự. Câu nói thứ ba: bức xúc do cảnh giới của bạn chưa đủ bản lĩnh. Có câu tức giận là bản năng, tĩnh lặng mới là bản lĩnh. Thế giới nội tâm của chúng ta như là một bánh xe không ngừng luân chuyển. Ai cũng mong tìm kiếm cho mình một chốn bình an thanh thản, được sống trong hạnh phúc giữa sự xô bồ của cuộc đời. Nhưng khi gặp chuyện không như ý thì phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là bực bội, tức giận. Cho dù đọc nhiều sách hay rèn luyện nhiều hơn để việc kiểm soát cảm xúc đi nữa, thì để đạt được trạng thái bình tĩnh không giận dữ làm cả một quá trình rất dài. Mà trên hành trình đó không thể thiếu nhân tố quan trọng chính là năng lực. Phải có đủ năng lực để nhìn nhận và giải quyết vấn đề, chúng ta có thể bình tĩnh ung dung, khống chế cơn giận dữ từ bên trong để thể hiện sự độ lượng rộng rãi của mình, chứ không phải là cảm giác âm tức, nhún nhường và chịu đựng. Trang Tử, triết gia người Trung Quốc, đã từng nói: không chấp thị phi, không bàn chuyện thế tục. Tư thế tao nhã nhất của con người không phải là tranh cãi đúng sai, mà là học cách chung sống hòa bình. Thực tế mỗi người có quan điểm lập trường khác nhau, trong khi thế giới có đến hàng tỷ người. Cho nên mới nói, trên đời này không có đúng hay sai tuyệt đối, chỉ có góc độ và cách nhìn khác nhau mà thôi. Do đó những người trưởng thành sẽ luôn học cách nhìn nhận mọi vấn đề từ con mắt của người khác, hay nói cách khác là đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu. Còn những người ấu trĩ, ngây thơ mới dùng thế giới quan của mình để so đo, bức xúc và chịu đựng những suy nghĩ tiêu cực. Vậy làm thế nào để rèn luyện sự tĩnh lặng bản lĩnh? Trước hết chúng ta phải thay đổi hệ thống đánh giá riêng của mình. Bạn có quan điểm thế này về tôi, nhưng tôi có quan điểm khác về bạn. Bạn thấy tôi xấu, tôi thấy mình đẹp. Bạn thấy tôi béo, nhưng tôi thấy bản thân đủ hấp dẫn. Bạn cho rằng tôi ích kỷ, tôi nghĩ mình đủ rộng lượng để bỏ qua. Khi có thể tách biệt rõ ràng quan điểm của người khác với quan điểm của chính mình, sự tức giận, phẫn nộ hay khó chịu cũng tự nhiên sẽ biến mất. Lúc này tâm trí của chúng ta trở nên kiên định và chắc chắn, sẽ không vì một câu nói bên ngoài mà lay động, bất an. Cho nên chúng ta có đủ năng lực để bỏ ngoài tai những lời chỉ trích, từ chối hay là buộc tội, mà luôn tự tin về chính mình. Đem một nắm muối bỏ vào cốc nước trở nên mặn chát. Đem một nắm muối bỏ vào hồ nước vẫn ngọt lành. Lòng người cũng như vậy đấy, càng đông cạn càng dễ biến chất, càng sâu sắc thì càng khó lung lay. Ý nghĩa của đời người không nằm ngoài việc tu tâm dưỡng tính, để mở lòng ra bao la như biển hồ trước những năm mối thị phi của cuộc đời vẫn thản nhiên không sao động. Câu nói thứ tư: thành bại do trời, thuận theo tự nhiên. Người xưa có câu tình canh vũ độc, nghĩa là ngày nắng đi cày, ngày mưa đọc sách. Câu nói này thật ngắn gọn, mô tả một cuộc sống ung dung tự tại, không màng sự đời, thể hiện tâm hồn cao thượng, không phiền não, hàm chứa trí tuệ thuận theo tự nhiên của người xưa. Trời nắng, trời mưa là quy luật tự nhiên, thiên nhiên sẽ không vì ý nguyện của con người mà thay đổi quy luật của mình. Với những gì không thể thay đổi được thì biết thuận theo, tận dụng chính điều đó để đem lại lợi ích về cho mình mới là lựa chọn của người trí tuệ. Khi gặp chuyện muộn phiền, khó khăn hay gặp lúc bế tắc khó xử, chúng ta thường buột miệng mà nói ra hai chữ tùy duyên. Đó là câu cửa miệng của rất nhiều người, nhưng hiểu được ý nghĩa thâm sâu của nó lại không phải là chuyện đơn giản. Kỳ thực, tùy duyên vốn không phải là chuyện dễ làm. Phải là người có cảnh giới tư tưởng nhất định
thì mới thật sự thấu hiểu và làm tốt điều này. Cái gọi là tùy ở đây chính là thuận theo tự nhiên, không oán hận, không nóng nảy, không cưỡng cầu. Nhưng tùy duyên cũng có hai mặt, tích cực và tiêu cực. Tận tâm hành thiện, cố gắng hết sức, không so đo kết quả, được mất, lấy thái độ tùy duyên mà đối diện với sự đời. Đây chính là tùy duyên tích cực, vừa không cưỡng cầu lại có thể nắm giữ được cơ duyên. Trái lại, lấy lý do tùy duyên thuận theo tự nhiên mà không làm tròn bổn phận, phó thác cho số phận, không mong cầu tiến vươn lên, chống tránh bị khó thì chính là một dạng cực đoan. Tùy duyên lúc này trở thành cái cớ để người ta biếng lười, phó mặc. Cho nên cảnh giới của sự không ngoan ở đời nằm trong 6 chữ: tận nhân sự, nê thiên mệnh, tức là làm hết sức mình và tuân theo số mệnh. Thành bại tại trời, thuận theo tự nhiên là chớ nên cưỡng cầu, nhưng cũng đừng quá buông xuôi, qua loa và cầu thả. Hãy biết nắm bắt cơ hội, cố gắng hết sức mình, đối nhân xử thế thuận theo nhân duyên, ôm giữ trái tim từ bi, khoan dung và độ lượng. Đó mới chính là tùy duyên thật sự. Bốn dĩ mọi chuyện trên đời không phải khi nào cũng thuận buồm xuôi gió. Trời cao không phải ngày nào cũng quang đãng tạnh mây. Cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa lớn. Ngày vui ngày buồn, khi thành công khi thất bại, luôn đan xen đến với nhau. Đó chính là sự tùy duyên của đất trời, của vũ trụ này. Hiểu được điều ấy thì bạn ắt phải là thản nhiên đối diện được với đời. Gặp chuyện vui cũng không quá phấn khích ngạo mạn, trước sự buồn cũng chẳng âu sầu bi thương. Câu nói thứ năm: nội tâm sáng trong, bạn mới không lạc lối. Có một lần Khổng Tử và mấy học trò bị vây khốn ở giữa nước Trần và nước Thái. Cả thầy và trò bị thiếu lương thực, bị bỏ đói, chỉ có thể ăn cháo cầm hơi. Thế nhưng Khổng Tử vẫn điềm nhiên ngồi trước nhà gầy đàn ca hát. Từ Lộ thế vậy mới hỏi Khổng Tử: lúc này mà thầy vẫn còn có thể ca hát hay sao? Khổng Tử nghe vậy nhưng không vội trả lời, đợi khi chơi hết bản nhạc rồi mới nói: Từ Lộ à, trong lúc này người quân tử chơi nhạc là để giữ cho tâm mình không kiêu ngạo phóng túng, còn tiểu nhân chơi nhạc là để che giấu nỗi sợ hãi của mình. Con đi theo ta đã lâu, chẳng lẽ không hiểu tình cảnh này hay sao? Tử Lộ nghe xong thì tâm mới bình tĩnh trở lại. Buổi lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi đến mang theo hương thơm thoang thoảng. Khổng Tử lần theo hương thơm mà đi tới một thung lũng nhỏ. Ở trong thâm sơn cùng cấp, phát hiện ra một nhánh lan rừng đang nở. Hương thơm thật dễ chịu, cứ lặng lẽ bay xa. Khổng Tử nói với các học trò: hoa lan nơi hang sâu tích cấp, không vì không có người mà không nở hoa tỏa hương. Dù là trong hoàn cảnh nào cũng không thay đổi bản chất của mình, cũng giống như người quân tử thanh tao, chính trực, kiên cường vậy. Gia Cát Lượng cũng dạy con trai rằng: không đạm bạc thì không tỏ rõ được chí hướng, không yên tĩnh thì không thể gây dựng được chí hướng cao xa. Trong tâm không có tạp niệm, vô dục vô cầu, khiến chí hướng càng rõ ràng, càng kiên định. Khi tâm tĩnh lặng thì mới có thể rộng lớn sâu sắc như bầu trời cao xa. Có duy trì tâm thái tốt thì mới khắc chế được tính nóng vội. Người có thể tĩnh lặng được như thế thì tầm nhìn mới lâu dài cao xa được. Người xưa có câu: nhìn tướng biết tâm, nhìn tâm biết mệnh. Con người sinh ra có đôi tai để lắng nghe, đôi mắt được quan sát và một trái tim để cảm thụ. Cảm quan bên ngoài khiến con người sinh ra dục vọng, còn cảm thụ nội tâm chính là lá chắn bảo vệ chúng ta không bị lạc lối. Tâm trí của chúng ta giống như là một tấm gương. Mặt gương càng sáng, không lem đất bùn, thì càng có thể phản chiếu một con người tốt đẹp hơn. Trang Tử đã từng nói: kẻ có nhiều ham muốn dục vọng là những người hiểu biết nông cạn. Người không biết kiềm chế dục vọng sẽ đánh mất chính mình. Phúc phận trời cho tự nhiên cũng bạc mỏng. Vui nhưng không được vui quá, vui quá ắt hóa không vui. Nuôi dưỡng dục vọng vừa phải như là nguồn động lực, bạn có thể tiến bộ rất nhanh. Nhưng nếu buông bỏ để dục vọng bộc phát thái quá, được nung chiều vô độ, thì sớm muộn chúng cũng sẽ trở thành mãnh thú thôn tinh nhịch. Nhưng nếu buông bỏ để dục vọng bộc phát thái quá, được nung chiều vô độ, thì sớm muộn chúng cũng sẽ trở thành mãnh thú thôn tính nhân tâm, khiến chúng ta phạm vào tai họa.
Quý vị thân mến, từ trước đến nay, chúng ta vẫn luôn tin rằng muốn đạt được thành công cần có tài năng, ý chí, nỗ lực và may mắn. Tuy nhiên, có một đặc điểm chung của tất cả những người thành công đó là thấu hiểu chính mình. Một khi đã thấu hiểu bản thân hơn bất cứ ai, thì bạn cũng sẽ nhìn được rõ hơn về cách người khác đối xử với mình. Lúc này bạn sẽ hiểu rõ được tầm quan trọng và giá trị của chính mình. Kẻ biết người là kẻ khôn, người tự biết mình là người sáng suốt. Vì vậy đừng lãng phí cuộc sống, đừng bị mắc kẹt bởi tín điều, phụ thuộc vào lối suy nghĩ của người khác. Đừng để những thành kiến của người khác chìm đắm trong tâm trí của bạn. Và quan trọng nhất là hãy lắng nghe và làm theo những gì bản thân mong muốn. Cố gắng hết sức, hãy cứ sống tốt, rồi trời xanh tự khắc an bài. Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.